VinFast chốt giá cho hai mẫu SUV điện VF8 và VF9, tuyên bố ngừng sản xuất xe xăng. Tại khuôn khổ triển lãm CES 2022 đã diễn ra, VinFast đã công bố giá cho hai mẫu SUV điện VF8 và VF9. Sau khi đổi tên từ VF E35 và VF E36 từ 1,057 đến 1,443 tỷ đồng. Đồng thời, hãng cũng tuyên bố ngừng sản xuất xe xăng từ cuối năm 2022. Sáng nay 6 tháng 1, vào lúc 7 giờ theo giờ Việt Nam, thương hiệu xe ô tô Việt Nam VinFast đã chính thức vén màn 3 mẫu xe điện hoàn toàn mới VF5, VF6 và VF7 tại triển lãm CES 2022. Hoàn thiện giải sản phẩm 5 mẫu xe điện toàn cầu, tương ứng với 5 phân khúc A, B, C, D, E. Bên cạnh đó, nhà sản xuất xe Việt cũng công bố mức giá cho hai mẫu SUV điện VF E35, VF E36, nay đổi tên thành VF8 và VF9. Cụ thể, tại Việt Nam, VF8 và VF9 sẽ được cung cấp hai phiên bản trang bị là Eco và Plus. Mức giá cho hai cho phiên bản VF8 Eco và Plus lần lượt là 1,057 tỷ đến 1,237 tỷ đồng. Tương tự với VF9 là 1,443 tỷ đến 1,571 tỷ đồng. Mức giá trên đã bao gồm VAT, tuy nhiên, chưa bao gồm gói trang bị an toàn tùy chọn ADAS và Smart Service. Ngoài ra, VinFast cũng sẽ áp dụng chương trình thuê pin trọn đời cho hai mẫu xe VF8 và VF9, kèm theo đó là dịch vụ bảo hành 10 năm. Đáng chú ý hơn, hãng sẽ chi trả toàn bộ chi phí bảo dương, thay thế pin khi dung lượng thực pin xuống dưới 70%. Còn tại thị trường Mỹ và châu Âu, VF8 có giá từ 41.000 USD và 36.133 euro. Trong khi đó, mức khởi điểm từ 56.000 USD và 49.280 euro là dành cho VF9. Hãng cũng bắt đầu mở nhận cọc cho hai mẫu xe này kể từ hôm nay 6 tháng 1. Mức cọc cho VF8 tại Việt Nam là 10 triệu đồng, tại Mỹ là 200 USD và 150 euro tại châu Âu. Tương tự với VF9 là 20 triệu đồng, 300 USD và 150 euro. Bên cạnh việc công bố giá cho hai mẫu SUV điện đại diện cho hai phân khúc D và E, VinFast cũng chỉnh làng thêm 3 mẫu xe điện mới, đại diện cho 3 phân khúc còn lại ABC là VF5, VF6 và VF7. Hiện VinFast chưa hề đưa bất kỳ thông tin cụ thể nào về 3 mẫu xe mới này, thậm chí là cả VF8 và VF9. Thay vào đó, hãng chỉ trình chiếu các hình ảnh quảng bá công nghệ, tính năng mới và thiết kế xe. Dường như, ngoài VF8 và VF9, còn lại VF5, VF6 và VF7 vẫn đang chỉ là concept ý tưởng, chưa được thực sự thương mại hóa. Chưa dừng lại ở đó, VinFast cũng tuyên bố sẽ tập trung hoàn toàn vào sản xuất xe điện từ cuối năm 2022. Đồng thời, ngừng hoàn toàn hoạt động sản xuất xe động cơ đốt trong. Như vậy, sau hơn 3 năm ra mắt, VinFast Lux A20, Lux ZA20 và Fadil chuẩn bị đối diện với án tử từ khoảng cuối năm sau. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.